Dạ Thắng ở cây giống Tâm Phúc, mến chào bà con. Ngày hôm nay là ngày thứ năm, 22 tháng 12 2022. Thì Thắng đang có mặt ở vườn ươm ha. Ở đây là đang chuẩn bị giao cây cho anh trai ở ấp 4, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Anh đặt là 500 cây tắc bánh xe và anh cọc tiền ha. Đến ngày hôm nay thì anh yêu cầu giao cây qua. Giao bữa nay thứ năm thì ngày mai thứ sáu là bắt đầu anh trồng cây. Nên khi hai anh em có thương lượng thì Thắng cũng góp ý anh là nên lấy lô tắc này, vì lô tắc này là đã ra nắng hoàn toàn và nó đang lên tược non. Quay gần lại cô chú ta xem về cái cây ha. Đây là anh chị Tư đang cột. Lên tược nó mân mởn, giống như mùa xuân nảy lộc vậy cô chú. Thì đối với những cái cây giống mà cô chú bà con ta thấy nó cứng thì nó sẽ rụng hầu như là rất nhiều lá, đặc biệt với cây tắc này nó còn ít lá già lắm, và ở đây là những chồi mới hết. Cái cây này thì trồng gần như là mình không có sợ hao hụt, mà trong nghề cây giống tụi em nói vui là đối với những cây này nè, mình giục ra cho xe tải nó cán nó cũng chết nữa. Còn riêng về kỹ thuật chăm sóc cũng như trồng thì Thắng nói một xíu đây, chủ yếu là góp ý cho cô chú chúng ta là không có làm nông nghiệp thôi ha. Còn cô chú chúng ta đã làm nông nghiệp thường xuyên, chuyên nghiệp rồi thì vấn đề này chắc không cần phải chia sẻ. Như con nói cây tắc này là hình thức nhân giống là cây chiết, thì ở đây thì nó không có sợ lung lay rồi. Nhưng mà khi trồng á, bà con ta kỹ trồng xuống, lấp đất vừa mặt bầu thôi. Và chúng ta sẽ cắt thêm một cái cây khoảng chừng 1 mét ha, mình cắm xuống, mình cột ngang đây nè, ngang cây cột để giữ cho gió nó không lung lay, nó bị đứt rễ, đặc biệt là ở những khu vực mà gió quá tai nha. Có nhiều người kỹ, không phải người ta cột một cây vậy không, mà người ta làm hẳn 3 cây luôn, làm như một cái gọng kìm luôn, nó rất là cứng. Và ở miền Tây khi trồng á, thì cô chú bà con ta đối với cây nào cũng vậy, nên lên mô như cây này nè. Lên chừng 3 4 tấc cũng được rồi, tương đối để cho nó thoát nước. Vào mùa mưa cô chú chúng ta trồng cây ha, mà mình trồng sát á, không thoát nước là được, nó dễ úng rễ. Còn những cô chú chúng ta ở vùng cao thì mình không cần phải lên mô, thậm chí mình còn phải đào xuống nữa để cho nó giữ nước cho cái cây. Và cây tắc bánh xe thì nhiều clip Thắng chia sẻ cô chú rồi, là nó cho trái quanh năm và khi nhỏ nó cũng cho trái nữa, như cây này đang có bông nè. Nếu mình không lặt những cái bông trắng này đi thì nó sẽ đậu trái luôn và nó mất sức cái cây của mình. Cô chú chúng ta trồng không có cái thời gian nhất định để mình để trái nha, nhưng mà mình cảm thấy cái cây mình nó đã đủ sức khỏe để nuôi cái trái rồi thì mình để. Trái nó nhiều lắm nha bà con. 1 tháng mình hái gần như chắc chắn là được 2 vụ, 2 lần. Thì đối với cây này về cây sen canh hay thậm chí có người trồng kinh tế là rất là ok, hắn giao nhiều lắm. Ở đây thì cũng có một lô nè, nhưng mà Thắng cũng chia sẻ với anh là thôi mình lấy lô này trồng là chắc cú hơn. Lô ở đây thì nó mới nha bà con, nên lá nó còn nhiều. Những cô chú mà mới trồng hoặc là những vựa tỉnh thì thích lấy cây này hơn, tại vì nó còn nhiều lá, nhìn nó xanh nó đẹp nè, lá bự ha, thì sẽ thích hơn. Nhưng mà khi mà trồng xuống thì nó yếu, khả năng hao hụt nó vẫn còn, và có những lá nó đang rụng nè, khi rụng thì nó mới thành cây như vậy. Đây cũng hơn 1.000 cây nữa đó cô chú. Và riêng những cái cây như thế này ha, mà Tết cô chú ta thấy á, rau các chợ sân á, người ta bán á, thì cây dày tiếp tục nuôi nó lên tược cao nữa, nó tùm cái cây luôn. Và ở dưới đây mình phải thay cái chậu lớn hơn nữa nha, thì giá thành nó sẽ cao hơn nữa. Riêng cây này giá tương đối là chúng ta thể trồng được. Ở đây thì anh sang xem clip em nhiều và chắc có thể rất là kỹ. Anh cũng có chia sẻ là cháu ruột của anh luôn, là quê ở bên Vũng Liêm, Cù Lao Dài, Quế Thiện á cô chú, là chiếc cây tắc này củ tỏi đưa cho anh trồng, nhưng mà anh sợ hao hụt và nó mất thời gian nên anh không có trồng. Thì thay lời cảm ơn của cây giống Tâm Phúc đến anh Sang, thì ngày hôm nay khi giao cây á,
em cũng có gửi bạn tài xế một phong bao lì xì, mẫu này độc quyền cái giống Tâm Phúc nha, gửi đến anh. Thì chúc cho anh chị năm nay gia đình sung túc, phát tài phát lộc, mua mai bán đắt. Thì anh ở xã Mỹ Cẩm này thì anh cũng đang thu mua trái cây. Thắng cũng có một số chia sẻ trước khi giao cây cho bà con chúng ta. Thì ở hầu như là các clip của Thắng quay cho cô chúng ta xem á, thì không có nhờ cô chú đăng ký kênh giùm, nhưng mà được á, cô chú có thể đăng ký kênh đi, để khi mà bên cây giống Tâm Phúc có lên những clip mới, cô chú chúng ta vào mình cập nhật tình hình giống cũng như là các giống mới mình mua, mình trồng, phát triển kinh tế gia đình. Một lần nữa chân thành cảm ơn bà con.